ông ơi đừng đi mà con bà ơi đừng đi mà bà ơi bà ơi là do lỗi của mẹ hết mẹ xin lỗi con mà bà ơi Bây giờ cô dâu của chúng ta sẽ tiến vào lễ đường Ây. Thật sự mẹ không tới dự đám cưới con sao cô biết tính mẹ của con mà Mẹ rất cố chấp Chúng ta vào trong trước đi Sao mẹ có thể làm vậy với con chứ Không phải mẹ quá khắc khe với con sao ba Ba sẽ nắm tay con bước vô lễ đường ha? À, Nội cũng đang ở đây Mà có cô con với dưỡng con nữa mà Bây giờ con cũng không biết Liệu con làm như vậy có đúng hay không Cô dâu ơi Mời cô dâu vào lễ đường à. Có thể là con thấy buồn Nhưng rồi sẽ qua thôi Từ bây giờ chỉ có hạnh phúc sẽ tới với con thôi đi thôi nắm tay cô ba đi con à đây rồi à, cuối cùng thì hai đứa nó cũng lấy nhau rồi <laughs> ê trời trong ngày hạnh phúc như hôm nay tất cả người thân và người quen đều tụ họp ở đây nhưng mẹ của cô dâu vẫn không xuất hiện thôi đi tôi gửi lời xin lỗi tới gia đình một lần nữa. Ờ, à, không có gì đâu. Các con sống chung ra sao mới quan trọng. Chỉ cần cho mẹ con thấy tụi con hạnh phúc, sẽ làm cho mẹ đổi ý, rồi mẹ sẽ ủng hộ hai đứa thôi. Chị B ngăn cản thì được gì đâu chứ. Dù gì bây giờ hai đứa nó cũng đã cưới nhau xong rồi. Bây giờ chị có muốn phá đám cưới để cấm cản thì cũng không kịp nữa. Hai đứa chuẩn bị đi tuần trăng mật rồi. Chị có cần phải nói như vậy hay không? Dạ, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Khi nào tôi con về tôi con sẽ gọi điện liền. Ghen tỷ thiệt đó dượng không được đi tuần trăng mật đêm tân hôn của cô dượng lại phải thôi đi ừ. có gì tốt đẹp đâu mà khoe khoang chứ Ta à, nè con biết mà ngày đầu tiên con phải kiểm soát được cuộc hôn nhân này đó mẹ con sẽ không khuyên con như vậy đâu nhớ những lời cô nói trong đầu đó nha dạ thưa cô trời đất cô nói như vậy là có ý gì hả nè chừng nào hai đứa con tới đó đừng lãng phí sức mà chỉ nghỉ ngơi thôi nha em thôi đi sao vậy thì bây giờ tụi con xuất phát đi được rồi đường ra sân bay hay bị kẹt lắm tụi con đi đi lên xe đi Ba. à cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người sau à, được rồi <laughs> xin chào Khi nào nghỉ tuần trăng mật xong, chúng ta sẽ thăm mẹ và làm cho mẹ vui hơn. Anh Thê Hô à, thật sự là, thật sự là em đã gặp thầy Kim. Ai lại tính phá hỏng tâm trạng đi tuần trăng mật vậy ta? Chờ chút nha. Dạ, alo. À dạ. Sao ạ? À? Sản phẩm bị trả lại hết hay sao? Sản phẩm đang bị tẩy chai trên mạng hay sao? Ờ à, được rồi, tôi đã hiểu rồi. Xảy ra chuyện rồi. Vậy thì quay lại đi anh. Ôi trời, tôi đã nói là không phải rồi mà. Chúng tôi không bao giờ dùng chất tạo ngọt đâu. Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các sản phẩm rồi thông báo kết quả lại sau. Làm ơn chờ tới khi có kết quả đi. Ờ dạ dạ, tôi hiểu rồi. Có chuyện dạ, gì xảy ra dạ? dạ? trời tôi xin lỗi hai người đi tuần trăng mật mày gọi về chuyện là trên mạng xã hội ngay khi sản phẩm chúng ta bị tẩy chay các siêu thị và các nhà hàng lớn bắt đầu yêu cầu gửi trả lại tất cả sản phẩm mà họ đã mua và đặt hàng trước đó tổ trưởng ạ à? tại sao đội quan hệ công chúng không giải quyết truyền thông đi bởi vì trên mạng có quá nhiều bài được đăng nên họ không thể kiểm tra tất cả được lẽ ra họ nên nói truyền thông là thầy kim tự đứng ra chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và sản phẩm của chúng ta không có vấn đề gì hết bây giờ tôi sẽ tới gặp các quản lý của các siêu thị lớn tổ phó giang cố gắng tiếp tục liên lạc với thầy kim để trình bày sự việc nha tôi hiểu rồi tôi có nghe nói rồi vài người đã đăng trên mạng những bài sai sự thật về sản phẩm của chúng ta với tình hình hiện nay cậu có giải pháp nào không trong công ty tất cả các đội đang ra sức để giải quyết vụ việc này nhưng tình hình đang nghiêm trọng hơn dự tính rồi thiệt tình sự thật là tôi đã có tới lễ cưới của Ara. Dạ. à dạ tôi và cậu làm việc cùng nhau đã lâu bây giờ chúng ta là thông gia vì hai đứa đã lấy nhau tôi xin lỗi giám đốc vì đã để hai đứa kết hôn với nhau mà không có sự cho phép của chị hơn nữa làm chị phải lo lắng không ba mẹ nào có thể kiểm soát được con cái nhưng mà tôi đã thấy ô bơm tới lễ cưới không phải cậu đã nói là con bé đã ba sang pháp đi du lịch rồi hay sao chứ ờ à, dạ phải vì trước đây khi tôi kiểm tra, Obum đã bay sang Pháp rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại việc này kỹ hơn. Có lẽ là con bé mới về nhưng đã bay sang Pháp. Con bé đã về đây rồi. À, tôi sẽ đi kiểm tra lại. Còn chuyện này nữa, có gì đó rất khả nghi về việc thầy Kim biến mất, nên chúng tôi sẽ thành lập đội điều tra về thầy Kim. Thầy Hồ và Aran đã quỷ chuyến đi nghỉ tuần trăng mật rồi, để về đây giải quyết tình hình và khắc phục sự cố. Tôi vẫn nghĩ rằng, thầy Kim không làm việc đó để hãm hại công ty chúng ta đâu. Chúng ta cần nói chuyện. Tại sao em có thể không tới dự đám cưới của con mà chỉ lo làm việc thôi vậy? Thật sự, anh rất xấu hổ với trưởng phòng anh. À, vì công ty đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Mọi việc không như là anh nghĩ đâu. Giám đốc B có nói giám đốc đã cố gắng tới tham dự đám cưới rồi mà. Chuyện đó thì chúng ta về nhà rồi nói sau. Trước lễ ra mắt sản phẩm, hai cậu không phát hiện ra có gì khả nghi có phải không? Chuyện đó, anh thật ra là chúng tôi không biết về rượu. Chúng tôi chỉ phụ giúp chuẩn bị cho lễ ra mắt thôi. Ờ, chúng tôi đã thử rượu trước lễ ra mắt Nhưng mà chúng tôi không phải là chuyên gia nếm rượu Cho nên... Vậy thì còn ông Kim thì sao? Hôm đó hai anh cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay sao? À, chào cô Anh là ai vậy? Tôi nghe nói là cô chịu trách nhiệm đội hỗ trợ phát triển Không biết cô biết gì về việc chất tạo ngọt nhân tạo Được bỏ vào rượu để ra mắt hay không? Nếu chúng tôi biết thì còn tổ chức họp báo sao? Ờ, à, cũng đúng. Chào cô Chuyện gì vậy? À, ôi trời, à, à, có phải là thám tử không vậy? Họ đã gọi cảnh sát tới điều tra rồi hay sao? Hả? Cái gì? ý của anh là sao? Mới vừa đây, tôi đã nói chuyện với điều tra viên rồi. Thầy Kim có hành vi rất lạ trong khoảng thời gian ra mắt sản phẩm. Có lẽ bởi vì thầy Kim đã rất lo lắng sau biến cố vừa mới xảy ra, nên ông đã tới nơi thường tới để thư giãn đầu óc. Nhưng mà tôi nghĩ, giả thiết thầy Kim là kẻ chủ mưu trong chuyện này không đúng đâu. ờ, à, theo như lời điều tra viên nói. Có một nhân chứng ở gần chỗ thầy Kim. Thấy thầy Kim đứng nói chuyện với một cô gái trẻ ở nơi cuối cùng nhân chứng thế. Tôi nghĩ đó có thể là đối thủ của chúng ta. Tôi đang tính tới gặp nhân chứng. Để nhờ nhân chứng đó miêu tả lại người khả nghi. Không cần. Để con đi tới chỗ câu cá cho. Chỗ câu cá là sao? À, con nghe nói chỗ câu cá là nơi cuối cùng thấy thầy Kim. Ờ, à, đúng vậy. Đúng là bữa đó thầy Kim đã tới chỗ câu cá để thư giãn. Bà không biết con đã biết chuyện đó chắc là do con thường xuyên đi tới gặp thầy Kim để thảo luận về vấn đề rượu bốc quân trong thời gian trước đây, cho nên chắc con đã biết về chuyện đó. Ừ, dạ, đúng là vậy. Chính thầy Kim đã nói cho con nghe chuyện đó. Con đừng đi, con đã bơm à. Bơm ơi, là... tất cả là do lỗi của mẹ hết. Mẹ xin lỗi con mà bơm mình không về đâu. Nhớ về nhau như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là ghét nhau. Trong khi sống cùng nhau trong một căn nhà, như một gia đình. Dạ thưa ông Kim, hôm nay ông sẽ tới đây để lên men rượu Pét hoa Hoan Tông đúng không? Là thật sao? Thầy Kim tới xưởng rượu để lên men thiệt hả? <laughs> mình tới gặp thầy ở đó được không vậy ta? Dạ được, dạ tôi hiểu rồi. Dạ, thưa tổ trưởng Thầy Kim đã có hứa hôm nay thầy Kim sẽ tới xưởng rượu để lên men rượu Chúng ta nên đưa thầy Kim về đây phải không phải? Cố gắng, đừng xúc phòng thầy ấy khi cầu mời thầy ấy về công ty nha Dạ được Dạ, à, chờ chút đã à, Để tôi đi cho Hả? Bố à. bố, em đang làm gì ở đây vậy? Em tới đây để gặp thầy Kim có chút chuyện anh tưởng là em đang ở nước ngoài chứ ừ. <laughs> Chúc mừng đám cưới của anh nha Chắc là anh không thể đi tuần trăng mật Vì vấn đề của công ty hả ừ, Phải Đúng là như vậy Nghe nói là họ tìm ra chất tạo ngọt Trong rượu bếp su quan tông mà em làm Em hy vọng là anh sẽ tin em không làm bất cứ việc gì Mà em cảm thấy xấu hổ hết Và thầy Kim cũng không làm việc đó đâu Anh cũng biết rõ là thầy Kim không đáng bị buộc tội vô lý như vậy mà Đương nhiên là như vậy rồi Cho nên anh tới đây để nói chuyện riêng với thầy ấy đây nhưng mà họ nói là thầy ấy không có tới, không biết phải đi đâu tìm thầy ấy hết. Dạ em nghe đi, anh Maru, ừ. lại không kết nối được rồi. Unbo mà, sao em lại có chiếc nhẫn này? Em thấy nó ở chỗ câu cá, nơi cuối cùng họ nhìn thấy thầy Kim đó. À, vậy sao? <laughs> Ra vậy. Giờ em sẽ ngồi đây chờ, Lỡ như thầy Kim sẽ tới đây thì sao? À, chào anh aran à đã xảy ra chuyện gì vậy? hả à, chắc là công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng lắm nên con mới phải quỷ tuần trăng mật như vậy đúng là không thể tin được mà mẹ con đã không có dự đám cưới mà con còn phải quay về khi đang đi tuần trăng mật nữa chứ con sẽ vô phòng nghỉ ngơi đi Ờ đúng đó Nhìn con không được khỏe cho lắm đâu Cô vô mới không nên tiều tụy như vậy Ờ nhưng mà khoan đã Ba mẹ chồng của con biết con đang ở đây không vậy Mẹ chồng con không phải là người giới tính đâu Chắc chắn không cho phép con ở lại nhà ba mẹ ruột Trong ngày đám cưới của hai đứa con đâu à. Con đã nói với anh Theo rồi Tối nay con sẽ ở lại đây một ngày Thay vì đi tuần trăng mật với anh Theo Phải đó con làm vậy là đúng lắm Nếu như con ở lại đây á Con có thể giải quyết vấn đề với mẹ rồi ha? Nè Aran à tại sao giờ này con lại ở đây dạ thưa mẹ mẹ biết rồi tụi con quý tuần trăng mật vì công việc còn có trách nhiệm phải về nhà chồng của con sau khi làm xong việc ở công ty mới phải còn đang làm cái gì ở đây vậy hả Ê, nghe tôi nói đã aran không thể đi nghỉ tuần trăng mật đâu hơn nữa con bé vừa mới vất giả làm xong việc ở công ty ờ, con bé ghé qua nhà mẹ ruột bởi vì con bé đã kiệt sức nên không thể làm được việc nhà nữa cho nó mong con hãy thông cảm giùm cho con bé đi mà à, đúng vậy tuần đầu tiên lẽ ra hai đứa phải được đi tuần trăng mật xong rồi về thăm ba mẹ cô dâu sau đó mới chuyển về nhà chồng nên hai đứa sẽ ở đây vài ngày anh thông gia một gia đình danh giá không nên làm như vậy đâu bây giờ hai đứa nó đã cưới nhau rồi mà cho nên gia đình của tôi mới là người quyết định con gái của anh sẽ ở đâu tôi rất hy vọng anh đồng ý với ý kiến của tôi còn đứng đó làm gì nữa vô trong chuẩn bị đồ thôi mẹ đã chuẩn bị quà này cho con để con dùng khi về đây nè con mặc thử cái này đi dạ thưa mẹ con còn chưa dọn hành lý quần áo mà sao mẹ bắt con mặc tập về ngay vậy nè quản lý gia đình là việc mà phụ nữ nào cũng phải học trước tiên khi lấy chồng đó dạ mẹ biết con không phải nữ công gia chánh lúc nào cũng ở nhà mà Vì của con là thừa kế Bung kim tăng và điều hành Bung kim tăng với anh thê hô nữa nên con rất cần mẹ giúp đỡ nếu như mà con phí thời gian mặc tập về như vậy tốt hơn con nên dành thời gian suy nghĩ về tương lai công ty với anh thê hô và làm việc chăm chỉ hơn đó mẹ à con đang dạy dỗ mẹ có phải không mẹ à con hoàn toàn không có ý như vậy đâu ồ oh, a răng hả à, con chào ba ba làm về rồi sao <laughs> anh thê hô cũng về rồi ờ à, dạ thưa mẹ mẹ cột tập về giùm con được không không phải em vừa mới về nhà hay sao Sao lại đeo tập về Em vô nghỉ ngơi đi Nè thầy Hô à con trai Đúng con vô trong nghỉ đi Dù sao đi nữa cô cũng không được đi tuần trăng mật mà Nên con cũng có thể về nhà vài ngày Ý kiến đó cũng không tệ Cố gắng hòa thuận và làm mẹ vợ con vui đi Nè Minh à Sao hai người lại đứng về phía con dâu như vậy chứ Hai người phải nghe em mới đúng Em đi chuẩn bị bữa tối cho hai con luôn đi Suốt cả ngày nay á Hai đứa nó vẫn còn chưa ăn gì đâu Nè đi đi à, Vậy thì con sẽ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. <laughs> em phải làm việc suốt cả ngày rồi. Về nhà em còn phải làm việc nhà sao? Trời ơi, kiệt sức luôn rồi. Cái này, anh tặng em lúc cầu hôn có đúng không? À, tại sao anh thay hô lại có nó vậy? À, em tháo nó ra rồi để trong phòng tắm sao? Anh đã tìm thấy nó à, Rốt cuộc thì em để nó ở đâu Anh Thê Hô à em xin lỗi Bởi vì chiếc nhẫn đó hơi to so với ngón tay của em Không phải là em không cẩn thận Chỉ vì chiếc nhẫn là bằng nhựa đâu Em không biết là em làm mất ở đâu hay sao 911 911 <laughs> Em không nhớ đã làm mất nhẫn ở đâu Có thật không À, nè, con làm gì mà không ra phụ mẹ vậy? <cười> <cười> Xin chúc mừng cô, cô đã có thai rồi. Kiểm tra lần tới, cô đi chung với ba đứa bé nha. Ba và mẹ phải cùng nhau trải qua thời kỳ mang thai quan trọng này chứ. Không, không thể nào có chuyện đó. Không thể nào, không thể nào... 조심스럽게 얘기할래요 용기 나 오늘부터 그 hô Anh tính sống như vậy tới chừng nào Em em nói vậy là sao chứ Khi nào anh thấy hô dọn ra riêng Anh sẽ dùng chỗ này làm phòng tập Lúc nào em tới đây cũng được hết á hồi nãy em mới đi khám bác sĩ rồi em em cứ nói là không được khỏe trong người để anh coi thử coi có phải là vì em bị bệnh hay không hả nhìn em ốm hơn và đẹp hơn rồi á <laughs> ừ. trong đầu anh chỉ nghĩ như vậy thôi sao em đang nói tới chuyện gì vậy hả đương nhiên anh cũng lo cho tương lai của mình và sự nghiệp chứ bộ <laughs> nhân tiện nói chuyện này á anh đã quyết định sẽ quay lại Canada cái gì thời gian sắp tới á anh ngưng theo đuổi âm nhạc để lo tốt nghiệp ra trường trước cái đã anh có thể đi làm nè rồi sẽ có thể làm cho em hạnh phúc hơn vậy thì còn còn em còn em thì sao Tr sao em lại khóc vậy chúng chúng ta không chia tay chỉ vì anh trở lại Canada đâu mà ờ à, ờ à, à, đúng rồi em cũng có thể nói chuyện với dì be mà rồi đi với anh qua đó luôn hả quên đi biến biến cho khúc mắt em đi à, ờ <laughs> chị a không có dịch vụ bơm mà ba ơi ba <laughs> dừng lại đi chú tính đi chỗ nào vậy ở đây là đâu <laughs> em nói thiệt anh không cần phải làm việc này đâu thuê tạo mẫu tóc tới chỗ này chắc là chi phí đắt gấp mấy lần ha em đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay hả Hôm nay người phụ nữ này và tôi sẽ tổ chức nghi thức tuyên thể đó. Cô ấy không cần trang điểm hay làm tóc, nhưng mà cô hãy làm ơn, làm cho cô ấy đẹp hơn nha. Ôi trời, <laughs> anh đang làm em ngượng đỏ mặt rồi đó. Anh chỉ đang bày tỏ cảm xúc chân thật mà thôi. Tại sao em lại ngượng đỏ mặt rồi kìa? Ôi <laughs> Ở... trời, thôi đi mà. <laughs> Dịch vụ sẵn sàng mời mà Làm ơn nghe điện thoại đi <laughs> Em làm xong chưa vậy Vẫn chưa xong đâu Anh cứ nhắm mắt lại đi <laughs> Ôi trời ơi ờ, khoan à, Xin lỗi chút nha Một lát thôi ha <laughs> Ừ Maru Mời bà, Mà tới giúp con với Con đang bị nhốt trong một chiếc xe Đã xảy ra chuyện gì vậy Xe tải đang đi trên đường Lát nữa điện thoại sẽ không liên lạc được nữa Ừ, ba biết rồi. Vậy à, để ba kiểm tra vị trí của con. Bây giờ con phải thực tỉnh táo nha, hả? À, bây giờ anh phải ra ngoài để giải quyết một số chuyện rồi. Anh sẽ gặp em ở nhà thờ sau nha. Chuyện gì vậy? Anh Thê Chun, có chuyện gì xảy ra vậy? Nè, dừng xe lại ngay! <cười> <cười> ra khỏi xe ngay ừ, uh, uh, uh <pháp> khốn này Tình... cổ... anh 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 đã vậy hả con trai của tôi đâu mời ơi con ở đây nè khốn kim <laughs> À, mở cửa ra à, Mở ra ngay đi đồ khốn Tôi, à, tôi không có làm gì hết Cầm miệng lại mời ba mời ơi Ôi trời ơi Maru Ôi trời đất ơi Ôi Maru à Ôi mở mắt ra đi con mời ba à, Có sao không Ôi à, trời Maru tỉnh lại đi nè Có bye. sao không à. à, Hỡi bà à, à. ơi bà, bà có sao không? bà à, ơi bà, à, à. không sao đâu. con này con có sao không? à à, anh ôn à nè, phải rồi chỉ là giấc mơ một cơn ảo mộng mình làm gì đáng được yêu thương mình thật ngu ngốc khi tin tình, tình yêu sẽ tới lần nữa <laughs> Ừ. Anh Thê Chun, anh bị làm sao vậy? anh xin lỗi vì đã tới trễ <laughs> nếu như anh không thích thì hãy cùng anh tuyên thệ đi con can thê chun còn con limidan còn tới đây để tuyên hứa. Li Midan, người mà con yêu, rất xinh đẹp và thông minh. Midan cũng rất khoan dung dành hàng ăn. Một hôm có chuyện xảy ra như Midan. Và Midan đem lòng yêu con. Một người vô dụng. Không phải như vậy. Anh the Chun không phải là một người vô dụng. Mỗi khi con bị bệnh, anh đã chăm sóc con ảnh đã cõng con trên lưng ảnh không muốn biến động trong cuộc đời của con là gì biến động trong cuộc đời của con là gì thưa ngài là tình yêu này con muốn bảo vệ và chăm sóc cho midan suốt cuộc đời con cũng xin hứa con sẽ không để midan một mình một lần nào nữa đâu con cũng vậy hai chúng ta tổ chức đám cưới với gia đình đi để cho mọi người chúc phúc kể từ khi mình qua đời Tôi tưởng suốt quãng đời còn lại chỉ là mở cửa hàng. Và chăm sóc gia đình mà không có cuộc sống riêng tư. Nhưng giờ tôi có cơ hội sống hạnh phúc rồi. Tôi xin lỗi. Vì tôi đang dần cố quên mình trong tim tôi. Mặc dù ngay lúc này tôi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc riêng tôi. Nhưng kiếp sau nếu được gặp lại mình. Lúc đó Chắc chắn tôi sẽ ở với mình mãi mãi Chị à Chị đang làm gì vậy Mẹ ơi Sao mẹ tháo hình gia đình xuống vậy Mẹ để tàn ba con bao lâu rồi con có nhớ hay không vậy Ô bơm cũng rời khỏi nhà Để sống với ba mẹ ruột của nó rồi Hình này Con mau đem nó đi đi à, Đừng Hả? vậy mà mẹ Ê, Giờ chị già quá rồi nên không thể tán hôn được nó đâu Ý em là sao Chị già thì sao Hả bây giờ chị vẫn còn khỏe lắm chị chưa chết được đâu sao chị không thể sống hạnh phúc lần nữa chứ ờ... chị à? mẹ ơi mẹ chị chị à nè gì vậy cậu xung vô như vậy là bất lịch sự đó chú nói tôi biết đi sao chú lại quen với chú chen si tại sao chú lại không thể nói được lời nào khi chú chen si tống tiền chú chứ với... <laughs> Chuyện đó Không phải gì của cậu nên không cần biết Ô bơ mất tích cách đây 20 năm Cùng lúc với cuốn sổ công thức của dì B đã biến mất Thời điểm hiện tại Chú Chen -si lại đang tống tiền chú vì lý do nào đó Theo tôi thấy tất cả đều có liên quan tới nhau Vậy thì sao? Rốt của cậu đang tính nói gì với tôi? Nếu như chú đang tính làm gì đó với lại cô ấy Tốt hơn là chú hãy từ bỏ đi Tôi hy vọng chú đừng quên điều này Tôi luôn ở bên cạnh cô Bơm Maru à Con biết ô Bơm đang ở đâu đúng không con Dạ con xin lỗi gì Nhưng mà con chưa thể nói gì biết Maru à Thật ra giám đốc B rất là lo cho ô Bơm Con nói đi Con bé đang ở đâu chứ không tin được Sao con bé có thể sống ở đây được vậy? À. Maru à Con đã biết bơm đang ở đây mà Sao cô lại không nói với ba về gì biết Chính ba là người đã kêu bơm trời khỏi nhà đi mà Ba nói ba rất vui và ba không thể lo gì về chuyện đám cưới hết Sao con có thể nói Ba, ba không phải là cố ý đó Chỉ chỉ là Khi rượu của công ty có chút sự cố Vì tưởng là ô bơm đã sao chép Rượu của công ty khác có phải vậy không vì biết tính của cô ấy mà cô ấy không bao giờ làm vậy với sản phẩm công ty tại sao lại không chịu nghe cô giải thích phải là lỗi của gì nhưng mà ô bơm nó đang ở đâu nếu như mà ô bơm biết hai người tới đây thì cô ấy sẽ không về đây đâu hai người đừng khiến cổ phải dọn đi chỗ khác nữa con à như vậy à, bây giờ chúng ta cũng đã biết được bơm ở đâu rồi Vậy chúng ta về thôi Nếu anh muốn về thì cứ về đi Nhưng mà em sẽ chờ ở đây tới khi con nó về Ô bơm đã tự quyết định rời khỏi nhà của mình Hồi còn nhỏ cô ấy không biết đường về Dù lúc đó cô ấy rất muốn về nhà nhưng mà giờ khác rồi Xin chị hãy cho ô bơm thời gian đi Tới khi cô ấy tự trở về nhà Con cầu xin gì Ủa hai con ra ngoài rút ô bơm về mà Bơm đâu rồi Không đi chung sao Dạ, hiện giờ cô bé vẫn đang sống rất tốt Nên mẹ không cần phải lo Có phải là Ô Bơm đang sống chung với Maru hay không hả anh? Nếu cô cứ nói như vậy thì Cô đừng có bước chân vô nhà này nữa Ô, Ôi trời ừ. Chị đã đuổi anh chân kia và mẹ ra ngoài rồi Giờ chị còn tính đuổi em đi luôn hay sao hả? Nhân tuyên đây á Đang nói về chuyện này thì à, mẹ cũng muốn nói với con Mẹ sẽ rời khỏi căn nhà này theo như ước nguyện của con Đổi lại á, là con đổi tên chủ sở hữu căn hộ kia cho Trân Kỳ đi ha. Nếu như á, mẹ ra đi chỉ với chiếc chìa khóa căn hộ, lão sau này con bán căn hộ đó cho người nào khác mà không cho mẹ biết á thì Trân Kỳ với mẹ sẽ phải sống ở ngoài đường lang thang giống như người vô gia cư rồi. Không lẽ con không suy nghĩ vậy sao? Bây giờ, con không muốn nói chuyện này lần nào nữa hết. Con hứa sẽ cho anh Trân Kỳ và mẹ sống trong căn hộ đó. Cho nên mẹ đừng lo xin mẹ dọn khỏi đây đi. Ôi trời ơi, chị vô ơi. làm vậy thiệt là quá đáng. Anh hai, anh ly dị. Nếu như anh ly dị, một nửa tài sản là của anh, ly dị đi, rồi yêu cầu chị chia tài sản là được. ơi trời, thiệt sao, hả? Ê, vậy thì chúng ta nên xem xét lại chuyện này đi ha. À. Ê, trời ơi, thôi mà mẹ, còn em nữa cũng thiệt tình. À. lúc nãy tại mẹ buồn quá mẹ và chân mi không có ý gì đâu em đừng để bụng chuyện đó nha anh rất hiểu lúc này em đang cảm thấy ra sao nhưng mà em cũng hơi khắc khe với mẹ quá rồi anh đã nghe mẹ nói rồi đó nếu anh muốn ly dị thì anh cứ làm đi nhưng mà anh phải nhớ là anh sẽ phải tự giải quyết hậu quả đó mẹ aran à em cũng biết anh không hề có ý muốn ly dị mà hiện giờ em không biết em có thể làm gì hơn được nữa đây cả các con aran obama rồi chị a nữa tại sao các con đều làm trái ý em đi đi cứ đi làm những gì mà anh muốn đi ờ, sao vậy em sao vậy em bị sao vậy gúc em không sao anh làm ơn ra ngoài đi <laughs> Món súp có mùi vị tuyệt vời tới rồi đây hmm. Chúc anh ăn ngon <laughs> miệng Cảm ơn cô à, Anh ăn có ngon miệng không? Cảm ơn anh nha, lần sau nhớ tới ha à, Được, cảm ơn cô Ai... Đúng là tôi không muốn thuê cô làm phục vụ ở đây đâu Nhưng mà thấy cô vui vẻ nên tôi mới nhận á Cô đi giao hàng đi Cô biết bệnh môi giới mà đúng không? Đương nhiên là con biết rồi <laughs> Một triệu won tiền cọc Nhưng mà giao hàng làm gì mà lâu vậy chứ Mình phải đi vệ sinh rồi Trời ơi à. Món chú đặt tới rồi đây. Chú đi đâu mà để cửa mở vậy ta? <laughs> là con. Chú cứ thắc mắc ai giao hàng chứ. <laughs> dạ, chú ăn ngon miệng nha chú. Khi nào ăn xong chú làm ơn để dĩa trước cửa giùm con. Tổng cộng là 6 ngàn đó thôi chú. Ôi trời, cái, cái ví. Ờ, mình để trong ngăn kéo hả? Ủa? Tiền của mình đâu rồi? Tiền đặt cọc mình vừa để đây đâu rồi? Trả đi Mau trả tiền lại đây ừ, Chú muốn làm gì vậy? Chú làm ơn dừng lại đi Đứng nghiền đó ờ, đi Chú bị sao vậy? Đó. Tôi chắc chắn cô gái này đã lấy trộm tiền của tôi đó Nghe nói cách đây mấy ngày quán ăn bị mất tiền mặt Cậu làm ơn điều tra vụ đó cho rõ ràng giùm ừ, Chú đang nói tới chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì hết kiểm tra quần áo cô để mà chứng minh cô không giấu đồ ăn cắp đi được hay không chú vừa nói gì thôi được rồi hai người cãi nhau đủ rồi cô gọi người nhà tới xác minh danh tính đi anh chờ một lát mà sao con lại đi lạc vậy chờ ở đây mẹ con sẽ tới đón con mà <laughs> Kamaru à cậu có hết tài liệu cho buổi phỏng vấn chưa dạ có tài liệu rồi phóng viên sẽ dù dập chúng ta đó cậu nhớ phải cẩn thận Maru à, giờ em đang ở đồn cảnh sát. Anh tới đây có được không? Mẹ tôi sẽ tới đây liền mà. Em đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa nha. Mẹ con có muốn ăn kem không? Sao chú lại đưa sổ của mẹ con cho người lạ vậy chú? Bà ra yêu quý của chú. Con muốn ăn kem không? Ừ. ô ô Bông, hả chú an à, à ô bơm con làm gì ở đây vậy chú an à sao chú lại làm như vậy